đã thực hiện theo vật thờ. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Anh và ông Lý Duy Thanh. Đi về uống bia được rồi. Thế đó, chưa bia được. Chưa bia được. Ngoài thịt chó đấy. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa quý vị khán giả, thực hiện kế hoạch số 2143 ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về kế hoạch tổ chức tuần Đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam năm 2022, giải vô địch anh tài và dân tộc quốc gia được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 11 năm 2022 tại 18 tháng 11, ngày di sản văn hóa Việt Nam 23 tháng 11, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại nhằm vận động đông đảo nhân dân thường xuyên tập luyện và thi đấu môn vật dân tộc, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, phục vụ tốt cho công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường mối giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị tham gia tham dự giải, đồng thời khẳng định môn vật dân tộc là môn võ dân tộc đã gắn bó với dân tộc ta qua nhiều thời kỳ lịch sử. Nó mang nét đẹp riêng không của một môn võ nào trên thế giới có được. Hôm nay tại làng văn hóa du lịch dân tộc Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Liên đoàn Vật Việt Nam, Ban quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam long trọng tổ chức khai mạc giải vô địch anh tài vật dân tộc Việt Nam năm 2022. Tôi, Lê Văn Trường, vận động viên Đoàn Vĩnh Phúc thay mặt cho tất cả các vận động viên về tham dự giải vô địch anh tài vật dân tộc quốc gia năm 2022 xin hứa: một, tuyệt đối chấp hành điều lệ giải, quyết định của ban tổ chức và điều hành của trọng tài; hai, thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng, thi đấu hết mình, giành thành tích cao. Xin hứa. Cảm ơn vận động viên Lê Văn Trường. Tiếp theo chương trình là trọng tài tuyên thệ. Xin trân trọng kính mời trọng tài Phạm Quỳnh Tung, tổng trọng tài thay mặt hội đồng trọng tài lên tuyên thệ. Trân trọng kính mời. Tôi, trọng tài Phạm Quỳnh Tung, thay mặt hội đồng trọng tài vật dân tộc Việt Nam điều hành các trận thi đấu giải vô địch anh tài vật dân tộc quốc gia năm 2022, xin ạ, nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công của ban tổ chức, tham gia điều hành các trận đấu khách quan, chính xác, trung thực, làm đúng điều lệ của giải, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho vận động viên thi đấu kết quả cao vì sự thành công của giải. Xin thề. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khán giả, trước mỗi giải đấu vật dân tộc bao giờ cũng có keo vật thờ. Keo vật thờ không phải để phân biệt thắng thua, mà keo vật thờ mang một ý nghĩa tâm linh sâu xa, thể hiện tưởng nhớ những công ơn của bậc tiền nhân có công sáng tạo gìn giữ môn vật dân tộc Việt Nam. Đồng thời, keo vật thờ là biểu diễn các cái kỹ thuật đặc sắc nhất của môn vật dân tộc Việt Nam tới quý vị khán giả cũng như các vận động viên trẻ học tập. Và hôm nay ban tổ chức có lựa chọn hai danh đô Phí Hữu Tình và danh đô Ngô Chí Thanh. Xin mời hai danh đô vào ghế để biểu diễn keo vật thờ. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã lựa chọn hai danh đô Phí Hữu Tình, 64 tuổi, hiện nay đã nghỉ hưu, là huấn luyện viên của đội tuyển Hà Nội. Năm 1980, Phí Hữu Tình là thành viên đội tuyển tham dự Việt Nam tham dự Olympic và rất nhiều năm giành vô địch quốc gia ở nội dung vật dân tộc. Đô Ngô Chí Thanh, 47 tuổi, đã nhiều năm liền vô địch vật dân tộc Việt Nam và là huấn luyện viên của đội tuyển Vĩnh Phúc. Và hôm nay hai đô biểu diễn keo vật thờ. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời giới thiệu đô Phí Hữu Tình khố đỏ, đô Ngô Chí Thanh khố xanh. Mời hai đô vào biểu diễn keo vật thờ.
khi thi đấu văn dân tộc thì các đô phải xe đài. Đây là một nét đẹp là đặc sắc của môn vật dân tộc Việt Nam. Xe đài theo một liêm luật nhất định, 3 bước lên, 3 bước xuống, 3 lần ra, 3 lần vào. Và như chúng tôi đã giới thiệu thì xe đài là một nét đẹp tinh túy của môn vật dân tộc Việt Nam. Hai đô, xe đài. Xe đài rất đẹp. Quý vị cho hai đô một tràng pháo tay. Hai danh đô chuẩn bị, kèo và thợ bắt đầu. Như chúng tôi đã giới thiệu, kèo và thợ không phải là phân định thắng thua mà là biểu diễn các kỹ thuật đặc sắc của môn vật dân tộc Việt Nam. Như vậy là đô khô đỏ vào bốc 1. Kỹ thuật bốc 1, khố xanh rất khố sang sau rồi. Đỏ vào gồng nhưng không thành công. Rất đẹp mắt với kỹ thuật rất sang sau. Đã kết thúc kêu vật thờ, đề nghị quý vị cho hai danh đô một tràng pháo tay. Đấy, được rồi. Đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay để chúc mừng hai danh đô đã thực hiện kêu vật thờ. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Anh và ông Lý Duy Thanh. Đi về uống bia được rồi. Thế đó, chưa bia được. Chưa bia được. Ngoài thịt chó đấy.